Thưa sư, trong kinh có ghi tỳ kheo phải thực hiện hạnh ăn ngày một bữa, không ăn phi thời. Vậy sư có đang thực hiện hạnh đó hay không? Nếu có, xin cho chúng con tư vấn, đệ tử tại gia có nên cố gắng thực hiện hạnh ăn ngày một bữa trước ngọ không? Làm thế nào để thực hiện hạnh này mà vẫn giữ sức khỏe tốt, không bị đói mệt và quan trọng là không bị đau bao tử? Về mặt tâm lý thì làm cách nào để không bị cám dỗ, để không nghĩ tới đồ ăn khi mình đói? Thứ nhất á, quý vị nên phân biệt hai cái khác nhau. Một là ăn ngày một bữa, nó khác với ăn không ăn phi thời. Hai cái này nó khác nhau. Cái ăn ngày một bữa đó, tức là một ngày vị đó chỉ ăn đúng một lần thôi. Giả sử như ngày hôm đó vị ấy ăn sáng, mà ăn sáng tức là vị ấy ăn cái gì rồi, bất kỳ cái gì, dù chỉ là một cái nho, một cái táo, thì đó là cái việc nguyên ngày đó vị ấy không ăn thêm một lần nào nữa, tức là ăn ngày một lần thôi, một lần ăn là hết ha. Cho nên thường cái vị mà ăn ngày một bữa thì vị đó thường cái vị đó sẽ không có ăn ăn sáng, mà vì đó ôm bát đi khất thực đấy, rồi trưa vì đó ăn một lần, đó là ăn ngày một bữa. Còn cái không ăn phi thời đó, tức là anh được quyền ăn từ sáng cho đến trưa, cho đến khi mà mặt trời đứng bóng á, thì anh ăn bao nhiêu cử cũng không vấn đề gì hết. Anh có nghĩa là anh có quyền ăn sáng, anh có quyền ăn trưa, và thậm chí anh có quyền ăn xế cũng không sao hết. Nhưng mà sau khi mặt trời đứng bóng rồi là anh không được ăn nữa. Cho nên hai cái việc này là khác nhau, hai việc này là khác nhau. Và sư nói rõ là sư không có thực hiện cái hạnh là ăn ngày một bữa, bởi vì chịu không nổi. Ăn ngày một bữa chịu không nổi. Nhưng mà không ăn phi thời thì được mặc nhiên là các nhà tu là phải thực hiện. Đó là chuyện đương nhiên rồi, không riêng cá nhân một ai. Còn cái chuyện mà ai giữ được ai không giữ được thì đó là cái việc của họ. Cơm ai ăn nấy no, tu ai ai tu nấy ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai làm nấy chịu. Rồi đệ tử tại gia có nên cố gắng cái việc ăn ngày một bữa hay không, thì xin thưa như sư nói phải phân biệt ha. Cái ăn ngày một bữa nó căng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà ăn trước ngọ, tức là không ăn phi thời đó, thì có thể được. Trong những cái ngày bát quan, ngay cả trong kinh tạng ấy, thì cũng chỉ khi nào trong những cái ngày bát quan trai đó, người cư sĩ thực hành cái bát quan trai, thì khi ấy vị ấy mới giữ cái hạnh này thôi. Còn ngoài ra thì không có bắt buộc. Bởi vì sao? Bởi vì cư sĩ họ còn phải lao động, họ còn phải lao động, thì có khi đó họ không có cho ăn chiều, họ chịu không nổi, nó sẽ đưa đến bệnh tật. Sẽ đưa đến bệnh tật. Chỉ khi nào quý vị giữ bát quan trai thì quý vị không không có lao động nữa, do đó, đó chúng ta không có nhu cầu tiêu thụ nhiều năng lượng, thì quý vị có thể giữ cái giới này. Còn làm sao để mà thực hiện cái điều này mà vẫn giữ sức khỏe tốt á, thì nó có hai hướng. Thứ nhất là nếu như đó quý vị chỉ tham dự một cái tham dự một cái khóa tu ngắn hạn, ví dụ như một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, thì quý vị hoàn toàn có thể dùng cái niềm tin ấy, dùng cái đức tin của quý vị để quý vị vượt qua, không vấn đề gì hết. Nhưng nếu như mà quý vị muốn lâu dài đó, nếu quý vị muốn lâu dài thì nên tập cho cái bao tử mình có thói quen. Ví dụ như là trước khi mà sư xuất gia, khi mà sư đã có ý định xuất gia rồi đó, sư có cái sự rèn luyện tập cho cái bao tử mình bằng cách gì? Bớt ăn chiều lại, bớt ăn chiều lại, bắt đầu bình thường ăn, ví dụ như ăn 2 chén đi, thì gom lại chỉ còn ăn 1 chén thôi, rồi 1 chén đó gom lại chỉ còn ăn một vài muỗng thôi đấy.
Thậm chí sau này quý vị có thể gom lại khi còn ăn húp cháo thôi, rồi từ từ làm cái bao tử mình quen rồi thì nó bỏ được. Còn quý vị muốn mà nó không bị đau bao tử thì xin thưa là hầu hết, thì nói hầu hết các vị tu sĩ đều có vấn đề về bao tử. Chỉ có điều là mình khéo, ví dụ như là sư có cái thuốc trị bao tử, có thuốc trị bao tử thì gọi là sống chung với lũ á. Hoặc là chiều thì có thể được phép là uống nước trái cây, chiều được phép uống nước trái cây. Và ở có nơi đó thì được phép uống sữa, có nơi lại không được phép uống sữa, thì tùy từng cái khu vực, tùy từng khu vực mà được phép hay không được phép. Sẵn nói cái chuyện uống sữa hay không uống sữa, ở Miến á không được uống trà, chứ đừng nói uống sữa. Ở Miến không được uống, uống trái cây thì được, uống nước trái cây thì được, hoặc là uống cái nước gì của họ đó thì được, nhưng mà không được uống trà. Bởi vì trà đó họ là họ dùng để ăn ấy, ăn cho nên đối với họ thì trà nó cũng là thực phẩm, cho nên là họ không không uống trà luôn, quá ngọ không uống trà. Cho nên nó cái chuyện này thì chúng ta linh hoạt ha, cái chuyện linh hoạt đấy. Còn muốn mà không có đói mệt thì nó chỉ có cách là chúng ta làm nhiều nó quen thôi, nhiều nó quen. Không, cái cơ thể con người mình nó lạ lắm, nó lạ lắm, tức là như thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ tập, nó thích nghi thôi. Có những người lính, có những người mà tử tù á, mà họ hoặc là những người mà bị biệt giam, có khi là họ một ngày họ chỉ ăn ăn có một cái nắm cơm thôi, một ngày chỉ ăn có một nắm cơm thôi và một ly nước, một nắm cơm và một ly nước mà họ vẫn sống được. À, cơ thể của mình nó tự nó thích nghi, cho nên là cái chuyện mà nhịn á, có thể ban đầu quý vị thấy cái chuyện nhịn nó ghê gớm, nó kinh khủng lắm, nhưng mà lâu dài tự nhiên thích nghi thôi, thì nó quen chứ nó không có trở thành cái gì nó ghê gớm nữa. Hồi xưa mới mới xuất gia đó, có nhiều cái nó khổ lắm quý vị. Nó khổ ở chỗ nào? Chiều á đi ra ngoài trước ngồi học kinh á, học kinh tụng á, thì nhà hàng xóm á, họ chiên xào cái gì đó, cái mùi á, phi thắng hành dầu mỡ mình không biết, cái mùi nó bay qua mình chịu không nổi. Họ mới tu cái mùi nó bay qua chịu không nổi, thì từ đằng sau chùa thôi, đi ra đằng trước chùa ngồi học, ra đằng trước chùa ngồi học á, nó chiều á, nó dạo, nó bán cái gì mà bánh ú, bánh đúc, bánh này bánh kia đó, nó dạo đi ngang qua, nó dạo, nó rao mình nghe mình cũng chịu không nổi. Thì thôi vô phòng, vô trong cốc đóng cửa, vô trong cốc đóng cửa, mở kinh, mở bài giảng ra nghe, mở mở bài giảng sư ngài Giác Nguyên ra nghe. Thì ai nghe ngài Giác Nguyên thì biết rồi, lúc đó lại giảng nói chuyện hồi không vấn đề, tự nhiên lo lo cái bánh xèo ra nói, trời ơi, trong khi đó mình đang chịu, mình đang muốn chết luôn vậy đó. Chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, coi như chánh như là chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà biết là nó quen à, biết là nó quen à. Cho tới bây giờ sư xin lỗi với giờ sư mà có ngồi nói chuyện với quý vị, sư có bàn về cái bánh bao, bàn về bánh bèo, bàn về cái này cái kia đi nữa thì nó cũng thoải mái. Hoặc thậm chí đi ngang qua cái chỗ mà họ chiên xào nấu nướng thì buổi chiều thì chẳng qua là mình nghĩ trời ơi cái thứ mắc cái nghiệp chướng gì mà biết là ông thầy chùa ông không ăn chiều rồi mà còn khiêu khích vậy thôi. Chứ còn thực sự mà nói là cái khả năng mà kiểm soát á, trước cái mùi vị mình nó gần như là nó không có ảnh hưởng đến cái chuyện mà không còn đến cái mức độ mà nghe cái mùi đó mà đói cào ruột thì không còn nữa, chẳng qua là nó quen, nó quen vậy thôi, nó quen.